Rồi chúng ta bắt đầu nha. Xin chào mọi người. Chúng ta quay trở lại video hôm nay, bản tin ngày 4 tháng 3 năm 2024. Hôm nay VN đóng phiên tại 1261,41, tăng 3,13 điểm, tương mức tăng 0,25%. 276 mã xanh, 90 mã tham chiếu, 190 mã đỏ. Như vậy là cái độ rộng thị trường vẫn nghiêng về chiều mua. Tuy nhiên là cái đà tăng thì có phần chứng lại khi VN lên các vùng kháng cự. Ở phía VN30 thì đóng cửa tăng 1,46 điểm. Thì mức tăng 0,12%, gần như là đóng cửa như này gọi là doji. 15 mã xanh, 9 mã đỏ, 6 mã tham chiếu, cái độ rộng này thì tương đối cân bằng giữa phe mua phe bán thôi, không có gì quá chênh lệch. Như vậy là hôm nay tiếp tục về điểm số là một phiên thì tăng điểm nhẹ về điểm số, tuy nhiên thanh khoản hôm nay khá là cao. Như vậy chúng ta sẽ có 3 phiên cần lưu ý. Cái phiên đó là cái phiên hôm nay là một phiên thì chứng lại với thân nến ngắn. Cái phiên thứ hai là cái phiên ngày hôm nay, đây là ngày mùng 29 tháng 2, là cái phiên thứ hai, và tiếp tục chúng ta có một cái phiên thứ ba là cái phiên rũ mạnh này, cũng là thanh khoản rất là cao ngày 23. Như vậy ngày 23, ngày 29 và hôm nay ngày mùng 4 tháng 3, ba phiên liền và điểm số chững và giảm thì lại thanh khoản rất là cao, do đó cái vùng này bắt đầu có các tín hiệu chốt lời trong ngắn hạn. Đấy, khi nó VNI thì càng tiến lên cao, thì cái này thì cũng đã được team nhận định như sau ở trong cái bản tin đầu ngày. Hôm nay không làm bản tin thì team chỉ làm các nhận định và cập nhật đến cho mọi người thôi. VNi phân kỳ nhẹ và đang ở vùng quá mua nên dự kiến sẽ gặp rung lắc liên tục trong quá trình tăng điểm hướng lên vùng 1300-1350. Nhóm mid nhiều mã mới tăng và break nền nên rung lắc là cơ hội mua thêm các cổ phiếu mới tăng hoặc cổ phiếu dòng tiền khỏe. Như vậy chúng ta để ý là cái vùng này trong quá trình đi lên từ cái vùng 1250 đến 1280 và 1300, nó sẽ thường xuyên xảy ra quá trình rung lắc như này và bắt đầu các tín hiệu mà chốt lời đã xuất hiện. Đấy, chúng ta lưu ý các tín hiệu chốt lời bắt đầu đã xuất hiện ở trên cái đà tăng của VNi. Như vậy là đâu đó đã xuất hiện là cái gì? Cái dạng chốt lời cuốn chiếu. Nên là cái vùng này thì các mã nào tăng mạnh hoặc là mã nào mà được giá là có thể là người ta sẽ chốt các cái mã đó trong cái đà tăng của VNi hướng lên vùng 1300. Ví dụ VNi càng tăng như này mà hôm nay kéo bất động sản chẳng hạn, chúng ta thấy cuối phiên bất động sản rụt hết đầu. Kéo thép chẳng hạn thì theo thép cuối phiên cũng tụt đầu, kéo banh chẳng hạn thì banh cuối phiên cũng tụt hết đầu. Đấy, nên là đây là các đặc điểm mà trong các phiên tới có thể điểm số chúng ta gì sẽ nó tiếp tục nó tăng, nhưng mà cái đà tăng nó sẽ chậm dần lại. Nếu có tăng tiếp thì nó cũng khả năng cao nó cũng sẽ xuất hiện các cái nến niti thân nhỏ này, và nó càng lên cao thì cái rủi ro nó càng cao. Và trong các thời điểm tới thì chúng ta vẫn phải đề phòng một cái cây gì? Có thể sẽ xuất hiện một cái cây rũ mạnh như này trong các thời điểm tới, nên là giống cái cây này chẳng hạn này, đấy giống cái cây này, và rất có thể là nó sẽ lại tiếp tục xuất hiện một cái phiên rũ mạnh như này trong cái thời gian tới nữa. Nên là trong đoạn này khi mà cái áp lực chốt lời nó bắt đầu xuất hiện và chúng ta đã thấy như vậy thì các điểm mua chúng ta phải hết sức là canh, và chúng ta chỉ ưu tiên mua cổ phiếu nào mà nó mới nền nó chưa tăng, hoặc các cổ phiếu mà mới bắt đầu vào trend đấy, hoặc tích lũy tốt, hoặc cổ phiếu đã qua điều chỉnh là các cổ phiếu nó an toàn hơn so với các cổ phiếu khác. Như vùng này, cái vùng mà sát 1280 đến 1300 thì là cái vùng ưu tiên cho chúng ta, là các cái mã tăng nóng trong đoạn vừa qua chúng ta ưu tiên thực hiện hóa lợi nhuận. Có thể chúng ta không chốt hết thì chúng ta chốt tỉa theo chiều gia tăng, thì đó là cái chiến thuật như vậy nó sẽ hợp lý hơn. Bởi vì view cho các bạn là ở trong các thời điểm trước là chúng ta vẫn canh hai cái vùng là 1280 vùng 1300. Khi VN kéo lên đó là chúng ta sẽ thực hiện hóa cái vấn đề này, chúng ta chốt lời các cái lô mà chúng ta bắt trong cái thời gian vừa qua. Đây, chúng ta thấy nhìn về cái chen này, đúng không? Nhìn về cái nhịp này thì nó vẫn còn một chút nữa có thể dướn lên cái vùng sát 1280 là cái vùng này. Trong các phiên tới nó có thể có các cái nến niti nó tiếp tục nó kéo lên dướn lên đây, sau đó nó sụt một phát như này, giống cái cây này đấy, sau đó nó lại kéo lên. Nếu mà kéo lên đây mà không vượt qua cái đỉnh này, nó sẽ hình thành cái dạng này hai đỉnh trong ngắn hạn và nó rũ một phát như này, sau đó nó tiếp tục kéo tiếp. Thì đây là cái đặc điểm của VNi trong cái thời gian tới, thì cái quá trình này chúng ta sẽ phải theo dõi. Tóm lại là cái phần này mà kéo lên cái vùng sát 1280 này này, cái vùng 1280 và cái vùng 1300 đến 1300 là không phải vùng mua nữa. Và cái mã nào mà chúng ta đạt tỷ suất lợi nhuận khi bên này kéo lên đó thì chúng ta chia ra, chúng ta tỉa dần theo chiều gia tăng là cái chiều mà khá là được giá. Thì chốt như vậy thì mới được giá, còn chúng ta để chỉnh rồi như cây này thì chúng ta mới bán chẳng hạn thì nó lại bị mất giá. Đấy, nên là trong các thời điểm tới thì chúng ta lưu ý về chen ngày. Thì hiện tại thì
ở đây thì cũng chưa rõ cái sự phân kỳ của RSI. Nếu chúng ta mở to chúng ta nhìn thì nó chưa cũng vượt qua đỉnh, trong cái giá vượt qua đỉnh rồi nhưng RSI chưa vượt qua đỉnh, nhưng mà nó chưa tạo cái đỉnh hai, đấy là đối với lại RSI. Đấy, còn lại cái MACD đây nó cũng chưa có ở chưa có đỉnh trong chart ngày, tuy nhiên là chart giờ của nó thì bắt đầu có nhe nhóm các hiện tượng thì ở phân kỳ vùng này, chart giờ thì nó rõ hơn. Đây các bạn thấy là ở trong các khung giờ thì chỗ này đã có đỉnh, những cái đỉnh này thấp hơn đỉnh này và tiếp tục tạo một đỉnh nữa thấp hơn đỉnh, nên trong trường hợp có tăng tiếp trong các phiên tới về điểm số thì khả năng MACD này thì nó cũng sẽ gì, nó cũng sẽ tạo ra phân kỳ và nó như này sau nó đi xuống, và trong trường hợp nó gãy thì nó sẽ tạo ra chính thức tạo ra các phân kỳ ở trong chart ngày và nó sẽ điều chỉnh. Đấy, đây là cái vùng này là bắt đầu các vùng mà chúng ta sẽ phải cẩn trọng dần trong thời gian tới của chúng ta. Về chart giờ thì rõ ràng ở đây là cái sự phân kỳ rồi, chúng ta nhìn thấy đây là phân kỳ. Đấy, về đây thì tạo ra đỉnh cao hơn đỉnh, cái này cũng tạo ra đỉnh thấp hơn đỉnh rồi. Về kể cả MACD thì cũng có, đây có đỉnh 1, đây có đỉnh 2. Đấy, đỉnh 2 rồi. Thế là chúng ta cẩn trọng dần đối với VNI trong các cái thời điểm tới. Ok, phân tích để chúng ta nắm được và chúng ta đưa ra các chiến thuật. Chúng ta nếu mà VNI gặp các cái rủi ro có thể ra trong thời gian tới thì các cái mã mà ưu tiên đoạn này chỉ là các mã như vừa view cho mọi người. Đấy, còn danh mục hiện tại đến hôm nay cập nhật thì gần như là các mã T cộng trong 2 tuần qua đây to nhất là T cộng 7. Còn mã dạng trước gần như là các phiên kéo của đợt vừa rồi chúng ta đã bán hết rồi, đúng không? Còn T cộng thì còn các mã này thôi. Thì hiện tại đến thời điểm này thì các mã lợi nhuận tốt thì có một số mã liên quan đến nhóm chứng khoán thì đạt tỷ suất lợi nhuận khoảng trên dưới 6 đến 7 đến 8%. Đấy, 6 đến 8% cái mã chứng khoán. Bất động sản thì có một số mã như Nam Từ Liêm thì cũng khá là tốt. Bất động sản sáng nay thì có một số mã kéo lên khá là cao, ai chốt thời điểm buổi sáng hoặc lướt buổi sáng như PR gần 4%, 3,7%, DG kéo khá cao, đúng không? Đấy, Novaland các mã đều kéo cao. Thép hôm trước chúng ta mới mua và hôm nay cũng là các phiên nó bùng nổ buổi sáng của các cái nhóm cổ phiếu ngành thép cũng khá là ok. Đấy, hôm qua thì chúng ta có, hôm nay có ALV, SHC nhỏ 44 này, hoặc là một rung lắc thì canh nhập thêm tí chứng khoán nữa này, hoặc là hôm trước chúng ta qua chúng ta có mua HGNKG mua một phần quanh 23-24, hôm nay sáng nay thì nhóm này kéo luôn. Nhưng cuối phiên thì thị trường chung nó rung lắc, nó chỉnh lại một chút, nhưng những nhóm đó là cái nhóm mới tăng hoặc chưa tăng thì chúng ta còn khá là ok, đúng không? Sell hôm trước chúng ta mua vào ngày 1 tháng 3 này, bất động sản chúng ta mua thì ngày 29 tháng 2, lại về tài khoản hết rồi, gần như là về rồi. 29 thì như là về rồi, đúng không? 29 thì chưa về, một à về rồi, 29 thì về rồi. Đây chúng ta xem trong cái bảng nó cũng ra mà. Đây 29 là PR đây, T cộng 2 chiều nay về rồi. Đấy, thì các cái cổ phiếu khác nữa thì chúng ta có Shell này, Novaland PR này vừa báo rồi, đúng không? Đấy, hoặc là MBCG hôm nay định là hai phiên kéo của là phiên kéo của cái cổ phiếu nhóm banh, đặc biệt CG hôm nay sáng có thời điểm kéo sắp chỉ 4%. Ok, anh em lướt thì tùy, lướt thì có ra 4% thì thao lướt. Đấy, thì cho lại là gì, tóm lại là đến hôm nay thì cái danh mục này nó vẫn còn khá là ổn. Đấy, thì chúng ta một vài phiên nữa mà nó tiếp tục kéo như vậy và có hiện tượng nếu mà khối lượng to mà giá không tăng thì tùy mọi người thôi, đúng không? Có thể chia em các tỉa theo chiều giá lên. Ok, đó đó là cái chiến thuật trong ta trong cái từ giờ đến cuối tuần, và đặc biệt là lưu ý các thời điểm cuối tuần và có thể vẫn còn dướn tiếp đến cuối tuần và thứ năm thứ sáu cuối tuần đến tuần sau nếu mà cái hiện tượng này vẫn xảy ra, tức là von tăng mà giá không tăng thì chúng ta sẽ đặc biệt chú ý. Ok, còn về trung hạn thì vẫn là một cái gen tăng nên là rung lắc trong ngắn hạn thì là những cái điều chỉnh kỹ thuật thông thường, có thể có sẽ xuất hiện các cái nhịp nó rũ một tí như này sau đó tiếp tục có tăng tiếp về mặt trung hạn, nên là các cái điểm mà chúng ta canh là cái vùng mà về vùng hỗ trợ 1240 chẳng hạn, hoặc là cái vùng đấy loanh quanh đó đó thì chưa biết nó rũ về bao nhiêu, nhưng mà về cơ bản là sát vùng 1280-1300 thì chúng ta lưu ý một chút thôi. Ok, đó là VNI trong cái thời điểm này. Thì một số dòng tiền hôm nay tập trung vào một số các mã mà thuộc cái dạng mid nhỏ, ví dụ như BCG hôm nay bắt đầu là thoát chen thoát nền đáy đi lên này, trong các phiên tới có thể nó rung lắc sau tiếp tục tăng tiếp. DVM cũng là cái cổ phiếu mà là thuộc cái cổ phiếu nền đáy này, đặc điểm của dòng tiền là thông thường các cái giai đoạn mà nó lên vùng kháng cự hoặc các cổ phiếu khác chạy tăng được một nhịp rồi thì nó xu hướng là gì, nó chuyển sang các dòng mà
chưa tăng. Ví dụ như cái dòng mid nhỏ này, mid mid bé này thì nó chưa tăng. Thế là dòng tiền nó tập trung vào mấy cổ phiếu này, hoặc là EVG này cũng thế này. Đấy, EVG hôm nay có nền đáy hai khá là đẹp ở đây, quanh 5.3 này. Và hôm nay có phiên tăng, như vậy trong thời gian tới những cái cổ phiếu này nó sẽ tiếp tục nó mở chen hoặc tăng, nên mới bắt đầu mở en thôi. EVG hoặc là EVS này tương tự, EVS này thuộc nhóm chứng khoán nhưng mà nó cũng là thuộc cái nhóm mid, mid mini, mid nhỏ. Đấy, EVS tương tự này. SCR trong nhóm bất động sản này cũng tương tự như vậy, cũng là thuộc cái dạng là mid này, có 7 chấm giá có 7.4 thôi. Đây là các cái cổ phiếu mà cổ phiếu nó tăng sau, nó thuộc các nhóm mới tăng. Hoặc là VC2 đấy, tương tự như vậy. Đây thì những cái cổ phiếu này vừa phân tích cho mọi người thì khả năng cao thì nó sẽ tiếp tục thì nó tạo nền và nó tăng tiếp. Vốt này, vốt hôm trước chúng ta cũng có khuyến nghị chúng ta rồi, quanh cái vùng giá 10-12 đến 12.15 đúng không, và hiện tại hôm nay đóng cửa 12.5. vốt cũng xây cái nền quanh này khá là đẹp đấy, trong cái phiên vừa qua nó nhìn nhàng nhàng kéo một phát là được 3-4% ngay. Thì danh mục chúng ta cũng có cái cổ phiếu vốt này, vốt này mua ngày bao nhiêu mình xem lại. Vốt đây chúng ta mua đây ngày 22 tháng 2, quanh giá 12.15, hôm nay là 12.5 rồi đấy. Các bạn chỉ việc mua lên mà đợi nó đổ, hôm nay được 4% các bạn chốt thoải mái, còn nếu không thì đâu 2,58%, 3% đấy thì các bạn thì nắm giữ cũng được. Nói chung là các cổ phiếu này là các nhóm cổ phiếu chưa tăng thì nó sẽ tạo nền nó tăng tiếp, hoặc là nó sẽ ổn định ở quanh đây. Trong trường hợp về có điều chỉnh chẳng hạn thì nó chỉ quanh quanh cái nền này, nó khá là an toàn so với việc các bạn đua các cổ phiếu cao. Đấy, cổ phiếu cao ví dụ như DGC này, đúng không? DGC là các cổ phiếu là vừa tăng nóng rồi thì các bạn không đua vào nữa, bởi vì nó không có nền, nó không có điểm mua. Và gì trong trường hợp VN này rủi ro điều chỉnh chẳng hạn thì các cổ phiếu này nó rất dễ bị rũ ngược. Đấy, chúng ta không đua vào các cổ phiếu mà nó tăng quá cao như này, hoặc nó tăng nóng này, hoặc FRT cũng là cổ phiếu trong đoạn qua thì nó tăng khá là mạnh. Đây là các cổ phiếu mà cổ phiếu tăng nóng thì chúng ta không đua vào các cổ phiếu này ở trong thời gian này, đúng không? Còn một số cổ phiếu khác nó mới tăng. Ở trong nhóm to thì có gì cổ tích công, hôm nay là cái phiên hôm qua phiên đầu tiên dòng tiền, hôm nay phiên thứ hai mở gap, như vậy là hoàn toàn có thể cổ phiếu này sẽ quay trở lại nấp cái gap này ở trong các phiên tới. Các bạn lưu ý là có cái gap thì nấp gap thì cái vùng gap chính là vùng hỗ trợ quanh ngưỡng 69-70 đấy. Nếu mà nó tích lũy nó nấp được cái gap này thì các bạn có thể để ý trong thời gian tới mà hai phiên dòng tiền vào mạnh rồi. Cổ tích công DGV kép là phiên nổ của ngày hôm qua và hôm nay test lại, đúng không? Hôm qua này nước ngoài mua dòng cổ phiếu này cũng khá là mạnh và về nó test lại, các bạn có thể quan sát trong quá trình nó điều chỉnh nó test. Đấy, nó test nó xây nền tích lũy mà hỗ trợ quanh 57 thì chúng ta có thể để ý, hoặc các bạn có thể để ý này, view cổ phiếu gì cũng tạo nền khá là đẹp. Những cái cổ phiếu này hoàn toàn là các cái cổ phiếu nó khá là an toàn, tại vì view hôm trước đã phân tích cho mọi người rồi, quanh cái vùng giá 31-32 đây là cái vùng giá chúng ta có thể canh. Bởi vì cổ phiếu này nó lên thì nó cứ lên này, nó lên ra nó bỏ này, đó lên ra bỏ thôi tiếp còn tăng tiếp. Đấy, những cái cổ phiếu này thì nó lên, nó vừa đi lên và nó tạo ra cái nền tảng tích lũy, thì những cái cổ phiếu nó có nền tảng tích lũy này thì hoàn toàn có thể là chúng ta canh, chúng ta sở hữu được. Mà trừ các cổ phiếu nào nó tăng nó không có nền thì đó là các cổ phiếu mà nó rất rủi ro, trong trường hợp về mà một rũ chẳng hạn thì nó rất là rủi ro đó. Thì có rất nhiều cổ phiếu đó. Rồi chúng ta trở lại các nhóm ngành sau phiên ngày hôm nay thì chúng ta thấy là nhóm thép thì hôm qua mọi người có điểm mua rồi, đúng không? Một điểm mua quanh cái vùng nền đây, quanh như HSG quanh 23 cộng trừ, chính là cái phiên ngày hôm qua. Hôm nay là một cái phiên kéo nhưng mà kéo gặp đúng cái kháng cự. Đấy, kháng cự nhưng mà chúng ta cũng đây là kháng cự của cái đỉnh cũ, nhưng mà cái vùng này thì cũng không phải là cái vùng đáng ngại đối với cổ phiếu này, bởi vì trong thời gian vừa rồi thì cái nhóm này cũng là cái nhóm mà chưa tăng. Nên là trong thời gian tới thì những cái nhóm này nếu có rung lắc thì cái vùng nền của nó là cái vùng hỗ trợ rất là tốt cho cái cổ phiếu này. Thì chúng ta thấy đây là một cái trend sideways của HSG. Đấy, HSG và cái trend sideways này trong trường hợp mà gì, nó có tiếp tục biến động rung lắc thì cái biên này nó cũng là biên gì? Biên khá là bé và nó dự kiến cũng sẽ đánh break cái biên này trong thời gian tới. Đó là cổ phiếu HSG. Đấy, cổ phiếu thứ hai trong nhóm này là gì? NKG tương tự. Đó, hôm qua khuyến nghị mọi người bắt vào quanh vùng giá 24 cộng trừ đây phiên ngày hôm qua, tha hồ điểm bắt chúng ta loanh quanh giá 24. Hôm nay nó phá kênh nhưng mà khả năng cao thì hôm nay phá kênh như chạm ben kháng cự quanh ngưỡng 24.9 gọi 25 thì nó sẽ tích lũy một chút ở đây nữa, sau tiếp tăng tiếp. Thì những cái cổ phiếu mà nó chưa tăng hoặc là các cái cổ phiếu mà gì nó mới tăng thì những cái cổ phiếu đó hoàn toàn chúng ta có thể canh còn được, đúng không? VGN VGN là cái cổ phiếu mà đã phân tích khuyến nghị cho mọi người trong thời gian vừa rồi.
và ưu tiên cổ phiếu này hàng đầu trong nhóm thép, thì bây giờ nó vẫn tiếp tục nó đà tăng, nó tiếp tục nó chạy, thì ai có tiếp tục nắm giữ thôi, nhưng còn ai lướt lan thì tùy tùy chúng ta. Nhưng về cơ bản là về trung hạn, cổ phiếu này bắt đầu vào trên trung hạn, hôm nay là cái ngưỡng 25.6 cũng là cái ngưỡng kháng cự cái band của tuần, nên là trong dòng ngắn hạn nó có rung lắc thì cũng bình thường. Đó, có rung lắc ở trong một vài hôm, một hai phiên tới thì chúng ta sẽ canh rung lắc về vùng hỗ trợ chúng ta mua quanh 24.5 chẳng hạn. Đấy là vùng hỗ trợ chúng ta mua về tuần trung hạn. Cổ phiếu đang tích lũy rất là tốt các bạn, đang tích lũy có những tuần tích lũy rất tốt, có khả năng năm nay nó sẽ trở về cái đỉnh cũ này quanh 39-40 từ giờ đến cuối năm. Với lại các cái câu chuyện đã phân tích cho mọi người, cổ phiếu VGS là cổ phiếu mà mình nhấn mạnh rất là nhiều trong thời gian gần đây, mấy tuần gần đây rồi nhấn mạnh cho mọi người rất là nhiều. Nên là chúng ta nếu mà thép thì cổ phiếu này sẽ được ưu tiên hàng đầu trong nhóm thép. Đấy, HPG được nước ngoài mua phiên này khá là mạnh, khá mạnh, hôm nay đang tích lũy nền lại, về cơ bản cái trạng thái tích lũy này là bình thường, đúng không? Chúng ta ai kết cổ phiếu này có thể canh cổ phiếu này rũ hoặc là tạo cái nền quanh 30 cộng trừ một chút thì có thể để ý. Đó là nhóm thép. Nhóm thứ hai, nhóm chứng khoán. Ở chứng khoán HCM đang xây nền khá là tốt, dự phóng cổ phiếu này cũng sẽ giống đoạn này này các bạn nhỉ, nó cũng sẽ giống đoạn này đấy, đoạn trước này hoặc đoạn này thì nó có nền như này, nền chỗ này hơi rủ chút, chỗ này nền ngang, chỗ này dự phóng nó kiểu như này, tiếp tục tăng tiếp. Nên là những cái cổ phiếu này quanh nền thì các bạn gom thoải mái, nó chạy rồi thôi không đua nữa, nhưng mà nó quanh nền thì ok. VCI tương tự như vậy, VCI có hỗ trợ, VCI cái nền đây nền dưới nó có 4 phiên tăng, chưa có cái nền tích lũy nằm ngang, nên là trong trường hợp mà nó điều chỉnh tích lũy thì cái vùng đỉnh nó vượt qua là cái vùng hỗ trợ quanh khoảng 46 chấm mấy đây, 46 cộng trừ các bạn nhé, 45.9 gọi 46 cộng trừ, cộng một chút cũng được, ok. Các bạn có thể canh khi cổ phiếu tích lũy nền quanh cái vùng đó thì chúng ta canh sở hữu. Đấy, cái video phân tích hôm trước có gửi cho mọi người về cổ phiếu, như cổ phiếu VCI thì nó có câu chuyện về tự doanh khá là sáng trong cái quý này, và chưa kể nữa có cái điểm nhấn khác nữa về tăng vốn, thoái vốn chẳng hạn. VCI là cổ phiếu mà chưa tăng vốn. HCM vừa rồi chúng ta nhìn câu chuyện tăng vốn rồi, nó đã diễn ra rồi, và những người mà cầm quyền của HCM thì đến thời điểm này đã lãi rất là nhiều rồi. Đấy, nên là VCI là câu chuyện mà của mấy năm vừa rồi, 2-3 năm vừa rồi là chưa tăng vốn. Nếu mà cổ phiếu này tăng vốn và phát hành quyền mua chẳng hạn, hoặc là thoái vốn hoặc bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài chẳng hạn, thì đây là những cái câu chuyện mà nó khá là hấp dẫn trong thời gian tới. Và những câu chuyện này còn thì có thể nó sẽ không định giá được về FA đơn thuần, bởi vì nhiều cổ phiếu nó chạy nó rất là bốc, có thể x2 x3 ngay tức. Nên là những cái cổ phiếu này đó là các cái câu chuyện mở để chúng ta có thể quan tâm. Như vậy trong nhóm chứng khoán này có hai cổ HCM là một, cổ thứ hai là VCI là hai, là hai cổ mà mọi người có thể ưu tiên. Đấy, HCM thì thời gian trước đã giới thiệu cho mọi người rồi, nhấn mạnh rất là nhiều, và thời gian này có VCI đúng không? Còn câu chuyện về chứng khoán mini có CDS thì phân tích cũng có phân tích cho mọi người. Nếu mà trong chứng khoán mini thì cổ này đã được ưu tiên và mua suốt trong thời gian vừa qua quanh vùng 30 cộng trừ, hiện tại nó vẫn tiếp tục tăng, nó 30-33. Ai cầm từ 30 mà hôm nay đến tận 33-34 này thì cũng là mười mấy phần trăm lợi nhuận rồi, trong vòng có T cộng rồi, 2-3 tuần gì đó. Còn ai lướt thì tùy chúng ta nhé. Nếu mà điều chỉnh hỗ trợ thì vùng khoảng 32 lùi. Đấy, 32 lùi là cái vùng mà chúng ta có thể để ý được. Này, nếu mà điều chỉnh về cái ngưỡng hỗ trợ này này, 32 lùi, nó tích lũy nền ở đây thì chúng ta có thể để ý được à, trong thời gian tới. Ok. VND hôm nay có mấy phiên này bắt đầu tích lũy nền lại, đang siết nền quanh vùng 23. Nên cổ phiếu này cũng có thể để ý trong trường hợp mà các bạn nắm giữ, các bạn đầu tư cổ phiếu này, hoặc là các bạn thích cổ phiếu này chẳng hạn, thì có thể là canh sở hữu cổ phiếu này. Dạ, nhưng mà nhìn cái von chỗ này hơi to, von ở cái vùng 24 này, 23 hơi to, mình không cầm cổ phiếu này, nhưng mà giới thiệu cho mọi người thôi. SI đang tính nền lại. Nói chung là nhìn chung cái nhóm chứng khoán thì có một vài cái cổ phiếu mà nó trội hơn, nó khỏe hơn để giới thiệu cho mọi người rồi, đúng không? Các cái cổ phiếu khác như FTS hoặc BSI thì nó không có điểm mua cho chúng ta nữa. Các phiên vừa qua cũng một số phiên kéo khá là mạnh đối với hai cổ phiếu này, tuy nhiên giá nó cũng hơi cao, và hai nữa là điểm mua nền nó không có, nên là chúng ta chỉ tập trung vào các cổ phiếu vừa phân tích mọi người thôi. Còn SHS, MBS, MBS thì những cái cổ phiếu này thì ai có, nói chung là nhìn chung nhóm chứng khoán nó tăng thì cổ này nó cũng tăng cả, nhưng mà chúng ta lựa chọn sẽ ưu tiên các cổ mà nó có câu chuyện, có game, hoặc là các cổ mà có dòng tiền khỏe chúng ta đầu tư. Ok, đó là nhóm chứng khoán, nhóm thép, bất động sản DIG kéo nhưng mà gặp kháng cự đỉnh cũ, đồng thời lại chạm với giải ben trên. Đây là cái vùng kháng cự đỉnh cũ, chính là cái vùng 28 cộng, các bạn thấy 28.2,
và giải Ben nó ở khoảng cũng là 28.2, nên là cuối phiên nó bị đóng thụt lại. Nhưng mà về cơ bản cái trend này của nhóm bất động sản ấy, là những cái dòng cổ phiếu này là những cái dòng mà nó chưa tăng, nên là các bạn có gì có mua ở quanh cái nền này, ví dụ các bạn mua quanh 27 chẳng hạn, thì hôm nay đóng 28.1 thì cũng là bình thường đúng không, hoặc là PDR tương tự như vậy, hôm nay kéo lên lại gặp đúng cái kháng cự chính là vùng này. Đấy, vùng đỉnh cũ này quanh khoảng độ sát giá 30 thì cuối phiên bị đóng thụt lại với cái dấu khá là dài đối với nhóm này. Nhưng mà nhìn chung thì cái nhóm này như PR này nó điều chỉnh xong nó lại lên tiếp đấy, mà về về căn bản này những cái nền này là các nền thấp, cổ phiếu dạng nền thấp có thể nó về đây nó rũ, nó tạo ra cái đáy hai này, sau tiếp tục có tăng tiếp thì đó cũng là bình thường thôi, không có gì. Nếu ai cầm về trung hạn dài hạn thì với là cái vùng giá thấp ở quanh ngưỡng 28 này, nếu các bạn mua được quanh 28 này các bạn vẫn nắm giữ được nhé, ai lướt thì cứ kháng cự các bạn bán. Ví dụ hôm nay lên nó vùng khoảng 29 cộng 30, vùng này mình lướt tí đúng không? Hoặc là một số cổ phiếu khác nó kéo vùng kháng cự mình cũng lướt tí, nhưng mà lướt đi mai kia chỉnh có khi mình mua vào đấy. Nhưng mà nhiều anh em lướt thì lướt xong thì đợi mãi, thậm chí là cổ phiếu mà điều chỉnh lại không không chủ động mua nên là mất hàng. Các em lướt thì hoàn toàn chúng ta phải chủ động. Lam Từ Liêm cũng đang xây nền giữ nền quanh giá 33, đây khả năng cao nó sẽ giống đoạn này, này các bạn này. Đấy, nền của cổ phiếu này nó hay cụ khoảng như này. Đấy, nên là đoạn này cũng có thể là gì nó tạo ra các nền như vậy ở quanh ngưỡng khoảng 33 cộng một chút, nhưng mà về cơ bản cái trend này cổ phiếu vẫn là trên tăng. Chúng ta mua sát cái giá 32 rồi đúng không, quanh 32 này hôm trước chúng ta cũng báo mua rồi, và lợi nhuận trong ngắn hạn đối với ai cầm nếu mà tính giá cao nhất sáng nay nó gần 35 thì cũng khá là ổn. Đã được đâu đó Nam Từ Liêm xem nào, đây. Đấy, đây là đóng phiên 33 chấm, hình như đóng phiên 33.8 hay sao, được hơn 5-6%. Nếu mà tính giá đây 338 đúng không, 338 này thì chỉ được mấy phần trăm, 4,16%. Nếu mà tính sáng có thời điểm kéo lên vượt 34 thì chỗ này chắc phải 5-6%, hoàn toàn các bạn lướt thoải mái. Đó là cái nhóm bất động sản. Mình nhìn chung nhóm bất động sản là nhóm chưa tăng. Chưa tăng thì các bạn vẫn có thể là canh các cổ phiếu tại nền. Các bạn có điểm mua thấp thì các bạn nắm giữ để chờ nó kéo tăng tiếp. Ok, không sao. Rồi chúng ta chuyển sang các nhóm khác. Nhóm tiếp theo của chúng ta nhóm banh, banh MB đúng không? MB tiếp tục xây nền quanh 24, 24 cộng trừ đã báo chúng ta gom hai lần rồi. Hai lần quanh cái nền 24. Ở như ở đây một lần và đây thêm lần nữa này, hai lần quanh 24 này. Hiện tại thì vẫn trend này thì của MB thì vẫn là đang trong quá trình tích lũy. Thì vẫn view cho mọi người là banh thì nó vẫn còn một cái nhịp nữa chứ nó chưa kết thúc. Đấy thì khả năng những cái đợt về tích lũy về trung hạn nó giống đợt này, có thể là nó hơi rủ một tí sau nó tăng tiếp này, hoặc là nó nằm ngang này nó tăng tiếp. Hiện tại bây giờ thì nó đang tích lũy dạng tích lũy nằm ngang. Đấy, ở chỗ này nó có hai tuần rũ. Bởi đây là chắc tuần hai tuần rũ và những cái tuần này tuần nằm ngang. Như vậy là cái vùng 24 của cổ phiếu đối với MB này thì vẫn khá là ổn các bạn nhé, vẫn tiếp tục hai nắm giữ vẫn nắm giữ được. Mặc dù trong cái thời gian vừa qua thì nhìn có vẻ nó phân kỳ. Đấy, nhóm banh này nhìn có vẻ phân kỳ nhưng mà dòng tiền thì nó vẫn được duy trì ở trong nhóm này, có thể là nó sẽ rút san bớt một phần sang các cổ phiếu nhóm mid hoặc là các cổ phiếu nhỏ, nhưng mà về cơ bản nó chưa rút ra hoàn toàn và nó vẫn đợi cơ hội để mua vào, nên là cái nhóm banh này vẫn là cái nhóm mà nó về chiến lược về đường dài nó vẫn khá là ok. Của bit này cũng tương tự này, đang xây nền quanh 53-54 khá là ổn vùng này, nếu tiếp tục mà giữ được cái nền này thì khả năng trong các phiên tới thì nó sẽ có phiên nổ. Đấy, đối với cổ phiếu bit này này, bit sáng nay nổ rồi nhưng cuối phiên lại đóng ở quanh lại 53.5, nên là nếu ngày mai duy trì ở cái nền 53.5 hoặc trên cái nền này thì xác suất cao nó sẽ có các phiên nổ như vậy các bạn nhé. Đó là cái cổ phiếu nhóm banh ACB, cũng ACB thì cái nền này nó khả năng nó cũng như vậy thôi, nó cũng giống các đoạn này. Đấy, đoạn này khả năng nó cũng giống đoạn này, nhưng ACB đoạn này mình không khuyến nghị thì nó hơi lỏng. Techcombank tương tự đang tích lũy. VPBank banh nợ xấu 5,6%, nên chúng ta không mua. STB nợ xấu 2,8%, không quan tâm, quan tâm các cổ phiếu nợ xấu thấp thôi. Ví dụ như là BIT này cũng là nợ xấu thấp này, CTG hoặc là MBB này, MB nợ xấu có 1,6% thôi. Techcombank vừa view rồi đúng không? VIB này thì VIB này đang tích lũy và xây nền quanh 22 để mình xem cái nợ xấu của VIB là bao nhiêu.
VIB nợ xấu là 1,44%, bình thường thấp. Thấp hơn cả MBB, MBB 1,6 đến 1,44 cũng là cái cổ phiếu mà nợ xấu khá là thấp. Còn một số cái cổ phiếu banh lẩm như 2,6% như EIB này, LBank cũng 2,8% nợ xấu hơi cao. VBank thì chúng ta thấy là SHB nợ xấu hơn 3%, khá là cao. VBank nợ 6%, gần 6%, 5,69%. Thôi bỏ mấy cái banh đó thì không chơi đúng không? STB 2,2%. Thì chúng ta thấy là đoạn vừa rồi là toàn các banh mà chất lượng tài sản tốt thì nó mới kéo, còn những cái banh mà banh cùi, cái kiểu banh cùi như vậy thì gần như là nó vận động quanh nền, nó chưa tăng. Ví dụ VBank này không tăng, STB chỉ được mấy phiên rồi nó vẫn tậm tịt này, SHB không tăng rồi này đúng không, EIB này đấy nó còn cắm, các bạn thấy không ạ, nó còn cắm, nó chả tăng nó còn cắm này. Mà trong đó các cổ phiếu banh khác nó tăng ở mầm ấy. Vietcombank tăng ở mầm, BID thì tăng ở mầm này, Tech đấy, VIB này nó cũng tăng, có mỗi mấy con banh lở nó không tăng thôi, phần lớn là các banh khác đều tăng hết, tăng nó có lý do nó cả, không phải tự nhiên nó tăng như vậy đúng không. Ok, đó là cái nhóm banh. Tiếp theo chúng ta chuyển sang các nhóm khác. Vân Đạm DCM đang tích nền quanh 35, von nền hơi cao các bạn nhé. DCM cũng tương tự, DGC điểm này điểm hơi cao rồi. CSV đang xây nền quanh 56-57. Thủy sản có ANV đang tạo nền quanh vùng 34. Nếu mà giữ được cái nền 34 khoảng phiên mai phiên ngày kia thì xác suất có cái phiên bật tiếp khá là cao. ANV, VHC thì nó hơi dướn rồi, nó không có nền, không mua được. IDI gần giống ANV. Nhóm cảng nào, VOT thì vừa bứt thoát phiên nay. HAH đang tạo nền quanh 42, VSC như von ở cái vùng tích lũy nó hơi lớn cổ phiếu này. VSC cũng tương tự như vậy, cũng giống HAH. Rồi mà đêm hôm qua hôm kia có phiên nổ nhưng mà khối lượng nổ nó hơi thấp các bạn nhé, hơi thấp, khả năng nó sẽ bị rũ lại đấy, sẽ điều chỉnh rũ lại đấy. Đầu tư công Nicoji hôm qua phiên nổ, hôm nay phiên test lại là bình thường, nếu test lại quanh khoảng 13.3 lùi, nếu mà test lại đó còn thấp thì các bạn có thể chú ý. Còn các cổ phiếu khác trong nhóm này có mỗi Nicoji mới này, Cotecom là hai phiên nổ có dòng tiền vào thôi, còn các cổ phiếu khác thì gần như chưa thấy tín hiệu. HHV chưa thấy này, VCG cũng chưa thấy này, KSB hôm trước có một phiên, đang tính nghĩ lại như vậy này, trạng thái KSB thì nó vừa lên vừa bỏ đây, nó giống các phiên này này, đấy, nó vừa tăng nó vừa bỏ như này, nhìn chung vẫn là một trend tăng. Ok, có ai hỏi cổ phiếu nào không ạ? Về cơ bản chúng ta view thế nó cũng khá là nhiều rồi đúng không? Ai hỏi cổ phiếu nào không? VGS vừa soi rồi, MSN, MSN ok nhá, MSN đang tích lũy ở cái nền 70 khá là ổn đấy, có tiếp tục giữ đi. Von vẫn vào tốt, dòng tiền vẫn tốt này. KDH thì không còn điểm mua nữa, có thì cầm thôi. Techcombank soi hết rồi, mấy con banh vừa soi rồi nhá. SI thì ai có tiếp tục cầm thôi. Nói chung nhóm chứng khoán thì cầm được. KHG như vừa phân tích rồi xong. Chưa có à? KHG trong nhóm mid nhỏ nhỏ ấy. Con này cũng có thể xếp vào nhóm ấy được, nó đang nền đáy, đang bò đáy đi lên, chắc là nó bò dần ấy. Mấy cổ phiếu nền đáy mới đầu phân tích cho các anh em ấy. BCG, DVM, EVG, EVS, SCR, VC2, VOT, KHG, đấy nó cũng thuộc cái nhóm đấy. Có thể nó sẽ bò dần. Ok, còn cổ nào nữa không? Bán lẻ MVG thì vừa tăng vừa chỉnh, nhưng nhìn chung về trung hạn thì vẫn là xuống tăng. Đây, trend này vẫn là trend tăng, các bạn cầm được nhé. Đấy, nó theo cái kênh này này, vừa tăng, có thể nó dướn đây sau nó lại chỉnh, nhưng mà nhìn chung cái trend này vẫn là trend tăng.
DGW, nếu mà cổ nhóm này để ý DGW nó điều chỉnh lại trong các phiên tới quanh 57. Để ý. Nó có dòng tiền khỏe vào thì để ý cổ phiếu đấy. Hôm nay chỉnh này bình thường không vấn đề gì cả. Đó. Tây Long hôm trước mua DGW, hôm nay mua MVFG này, mua 4 triệu bán 2 triệu tư. Như vậy là mua dòng khoảng 2 triệu. Thì có thể quan tâm cái cổ phiếu mà nó điều chỉnh lại này, DGW 1-2 phiên tới điều chỉnh quanh 57 có thể để ý này. Hút vào lại được chưa? Anh em bật mic lên không có mic à? Hút thì dòng tiền chưa thấy. Chen này vẫn là một chen giảm. Đó. Đang có xu hướng tạo đáy quanh vùng 18-19 này. Nhưng mà nhìn chung thì chen này vẫn là một chen giảm, chúng ta đợi nó thoát hẳn chen có dòng tiền vào chúng ta quan tâm sau. Chưa có dòng tiền vào thì chúng ta theo dõi thôi, bởi vì chúng ta mua vào có khả năng nó tích lũy hàng tháng nó mới chạy chẳng hạn thì mất thời gian đợi đó. Bao giờ có dòng tiền thì chúng ta mua, chúng ta theo, còn chưa có dòng tiền thì kệ, muốn tích lũy bao giờ tích lũy, như vậy chúng ta mua đỡ phải đợi. DCM đang quạ vốn này, cái này có nên cơ cấu chuyển nhóm khác không? DCM cầm dài nhé. Ngắn hạn thì nó chưa đến lượt, để xem nào. Ngắn hạn phân đạm thì ngày mai ngày kia khả năng một trong hai phiên tới sẽ đến lượt nó đấy. Có nhóm thủy sản là một này, nhóm thủy sản là một, nhóm phân đạm là hai, thì có khả năng các phiên tới sẽ đến hai cái nhóm đấy nhé. Nhóm phân đạm bao gồm DCM, DPM này, đang tích nền này, đang tích lũy này, thủy sản có ANV này, có IDI này, VSC thì hơi cao rồi. Đấy, mấy con đấy khả năng trong các phiên tới thì 1-2 phiên tới là sẽ đến lượt của nó. Nếu muốn chốt hoặc muốn cơ cấu thì nó nổ thì bán. Kéo 3-4-5% thì bán. Ok chưa? Còn DBG sao thầy? Đạt Phương á. DBG cái chen này của nó thì nói chung là con này nó hay đánh vậy. Nó chưa bứt thoát được khỏi cái kênh này vẫn là cái kênh sideways thôi, các bạn nhìn dài nó vẫn là cái kênh sideways thôi. Đây. Đây này, sideways trong cái biên này thôi, nó chưa phá được cái kênh này nên là nhìn chung thì nó cứ đây là cái vùng kháng cự. Nếu mà lướt thì kháng cự để bán này, xuống dưới mua. Đấy, khả năng cao trong thời gian tới thì nó cứ vòng vo như này. Còn bao giờ nó bật thì mình chưa biết, nhưng mà hiện tại nó đang ở trong một cái chen này, vẫn là chen sideways up về trung hạn. Tôi vừa sideways vừa up vừa tăng đấy, nhưng mà tăng dạng vừa tăng vừa bò, dòng tiền chưa phải là khỏe lắm, dòng tiền vẫn yếu so với một số cổ phiếu bất động sản khác thì nó vẫn là dòng tiền yếu hơn, đúng không? DG hôm nay có phiên là khối lượng von cũng khá là to vào này. PR có mấy phiên trước, DG hôm nay khối lượng đột biến này, chúng ta canh cổ phiếu này nó điều chỉnh trong thời gian tới thì ai có thể để ý. Lam Long có 2 phiên 3 phiên này von vào khủng này, nhà đầu tư nước ngoài mua này. Đoạn này nhà đầu tư nước ngoài mua cổ nào nó toàn đua trần này. Mọi người để ý là cứ mua mạnh cổ nào là cổ đấy trần. Đấy. KDH các thứ là hôm trước là nhà đầu tư nước ngoài mua khá là mạnh mấy phiên gần đây. Đua trần luôn, đua lên đây luôn. Đấy. Nhóm khu nghiệp thì có KBC này, KBC hôm nay nước ngoài mua cũng mạnh này. SZC này, SZC đang tích lũy quanh cái vùng khoảng độ 43, 42, 43 vùng này. Nên là nếu mà tích nền ổn quanh vùng 43 có thể nghiên cứu. Trong khu công nghiệp cũng là cái nhóm mà gì, có thể cũng sẽ đến lượt trong các phiên tới. Hôm nay trong nhóm khu công nghiệp có mỗi KBC chạy thôi đúng không? Còn các cổ phiếu khác thì gần như chưa chạy, VGC tăng một tí. SZC này, quanh nền này, chưa chạy này. IDC này, IDC cũng đang tích nền thôi. GVR thì vừa công nghiệp vừa cao su rồi, bây giờ không có điểm mua nữa. Ship. Đấy. Ship đang tích nền quanh 83-84. Cổ phiếu này về trung hạn dài hạn ổn nhé các bạn nhé. Nếu mà mua thì canh quanh 82.5, cái vùng 82 cộng trừ đấy, 82 đến 83 có thể canh. Về ship này thì nó có một số công nghiệp nó chuẩn bị đưa vào
đưa vận hành năm 2025, và có khu Đông Xuân hay khu gì nữa. Đợt đây để mình xem lại báo cáo, xem nhiều quá không nhớ được. Ở trong cái quý vừa rồi đấy, cái khu đối tượng làm khá mạnh ấy, trong cái năm 2023. Định giá cổ này có thể lên đến vùng khoảng 95 đấy là trong ngắn hạn. Nếu mà điều chỉnh về cái sát 80 thì anh em có thể quan tâm. Đấy, nhìn sơ qua một chút thì để mình xem nó ở cái mục nào. Hôm trước vừa xoay cổ phiếu này ra. Đây. Đây này. Đấy, thì hiện tại bây giờ này đang cái năm vừa qua đang triển khai, quý vừa rồi đang triển khai các cái dự án, ví dụ như dự án khu công nghiệp của Lộc An Bình Sơn đang triển khai khá là mạnh, và đây là cái điểm mới này, Lộc An Bình Sơn này này, mọi người để ý này. Thì cái giá trị này đã lên 600 tỷ giờ gian của dự án, và đây là đón đầu sân bay Long Thành. Cái sân bay Long Thành và quy hoạch các cái cụm cao tốc ở trong đó. Thì ngoài ra còn có phát triển thêm cái dự án, các cái dự án khác nữa như là khu công nghiệp Đông Nam, Lê Minh Xuân Bao hoặc là cảng Thanh Phước. Đấy, và đặc biệt là cái dự án khu đô thị dịch vụ Phước Đông Bờ Lời này có giá trị cực kỳ lớn, hơn 1.000 tỷ. Trước thì 1.200 và bây giờ đang 1.141 tỷ, lũy kế đến 31 tháng 12 vừa rồi. Nên là có một số các khu này trong thời gian tới mà cái đường cao tốc, một là cái đường cao tốc xung quanh cái vành đai 3 Hồ Chí Minh nó xong, và cái thứ hai là cái sân bay Long Thành nó đưa vào hoạt động, thì những cái dự án này thì cái giá thuê nó sẽ lên rất là cao. Và hiện tại bây giờ đã có một số dự án này, này giá thuê khoảng là 180 đô rồi. 180 đô đến 200 đô trên 1 mét vuông cho một chu kỳ thuê. Đấy, nên là cái này là cái cực kỳ cao, cái giá thuê này, giá thuê rất cao chứ không phải là cao nữa. Đúng không? Chứ còn chúng ta thấy là cái khu Châu Đức của SC giá thuê nó chỉ có khoảng độ 60 đến 80 đô thôi, nó rất là thấp so với cái giá này. Và ông này thì ông chiếm cái vị trí đắc địa như này mà giá thuê rất cao, nên là chúng ta thấy là ship giá của nó cao chót vót, nhưng mà ngược lại các chỉ số cơ bản nó ví dụ EPS chẳng hạn hơn 5.000. Đấy, trong cái quý vừa qua có cái cổ phiếu này có thể để ý trong thời gian tới, thì nó sẽ nhiều câu chuyện về cái tăng vốn FDI, thu vốn FDI. Hiện tại như bây giờ thì những cái cổ phiếu khu nghiệp luôn luôn là các cổ phiếu điểm sáng cho ông ta trong cái chu kỳ đầu tư của mình. Cái nhiệm vụ chúng ta là gì, để chúng ta bắt được nó thôi, ở cái vùng nào thôi. Đấy. Và cái thứ hai nữa là cái cổ phiếu này còn cái khoản là doanh thu chưa thực hiện dài hạn trên 10.000 tỷ. Đây. Thì cái chỗ này sẽ được phân bổ dần qua các cái năm, và đây là cái nguồn thu ổn định của ship trong tương lai, và cứ khoản 10.000 tỷ này được phân bổ trong các cái năm tới, nên là về các doanh thu và lợi nhuận của cổ phiếu ấy, thì nếu mà kiếm được các cái hợp đồng mới hoặc là các cái dự án mới các nhà cung cấp, các cái nhà thuê mới chẳng hạn, thì nó sẽ bổ sung cái nguồn tăng thêm. Còn những cái này về cơ bản nó phân bổ đều các năm thì nó luôn có doanh thu duy trì ổn định rồi. Đấy, bây giờ kiếm được ông nào thì tăng thêm ông đấy thôi. Đó là về ship, cái giá trị là khá là to, trên 10.000, sắp xỉ 11.000 tỷ cái doanh thu chưa kiện. Rất đáng để ý cái cổ phiếu này. EPS quý này 1.800, năm 2023 được sắp xỉ 5.000. Ok, đó là sơ sơ cổ phiếu ship cho mọi người view qua thôi. HDC à? HDC như nó đang mò đáy đi nên ấy, cổ phiếu này cổ phiếu mò đáy có thể xếp vào mấy cổ phiếu dạng mid mini được. Bởi vì nó chưa tăng. Đấy, cổ phiếu như có xu hướng nên tăng từ đáy. Giống mấy cổ phiếu mid mini đấy, nên là anh em mà đầu tư mà bắt được ở vùng ra dưới ấy, thì cũng ok, nắm giữ cũng được. Nó có thể rung lắc nhé, trong ngắn hạn có thể nó rung lắc, nó nhì nhằng một chút ở đây nó tiếp tục tăng tiếp thì kệ nó, bởi vì giá này ra đáy rồi, nó đã lên đâu mà sợ nó chỉnh. Nó chỉnh thì nó cũng quanh nền nó thôi, cũng vô tư đúng không? Không sợ lắm. Được chưa? Rồi thế thôi nhá. Rồi xin chào mọi người nhá. Bye bye mọi người.